Đây là hom cái chè khổng lồ các bạn này. Sau khi bên mình cắt ra từng khúc như thế này thì bên mình bỏ vào viên nén ươm hạt và sau đó để một thời gian thì nó bắt đầu nó ra rễ như thế này, và bên mình là tiến hành gửi đi cho khách. Và bên mình sẽ không chờ cho nó nảy mầm, tại vì nó nảy mầm mình gửi đi ấy thì nó sẽ bị gãy cái mầm, tại vì cái mầm của nó rất là non và giòn. Nên là cứ như thế này thôi là mình gửi rồi. Gửi đi thì nó chuẩn bị nảy mầm thì các bạn phải ươm thêm một thời gian nữa thì các bạn mới trồng được. Nếu mà chúng ta đang chăn nuôi ví dụ như là dê cừu hươu nai, thỏ, lợn rừng hoặc là gia cầm thì chúng ta có thể là trồng cái chè khổng lồ này. Chúng ta kết hợp với cái hoàn ngọc thì chúng ta cắt vào lấy lá làm thức ăn chăn nuôi cho nó thì chúng ta có thể là phòng ngừa được đau bụng tiêu chảy cho vật nuôi của mình. Lá của nó có chứa nhiều chất đạm nên là vật nuôi rất thích ăn cả nhà nhé.